Chúng ta xem xét giữa cái đề thi giữa kỳ môn toán cao cấp C. Phần này là toàn bộ phần đại số tuyến tính của môn toán cao cấp C. Đề này gồm 3 câu. Câu thứ nhất liên quan đến định thức và ma trận nghịch đảo. Ở câu thứ hai nó liên quan đến lũy thừa và các phép toán, các tính chất của ma trận ha, cái tính toán trên ma trận. Và câu thứ ba là liên quan đến giải và biện luận hệ chương trình. Đề này thì cơ bản chỉ có câu B nó hơi phiền phức một chút, tại chú ý đến tính chất của ma trận chuyển vị để chúng ta có được B chuyển vị nhân A là cái gì ha, liên hệ gì với ma trận này. Ta lần lượt xem xét từng câu một ha. Ở câu thứ nhất, tính định thức của ma trận cấp 3 thì chúng ta có rất nhiều cách để tính định thức của ma trận cấp 3 ha. Định thức của A chúng ta có rất nhiều cách để tính. Có thể dùng quy tắc Sharpe nè. Có thể dùng các phép biến đổi sơ cấp để chúng ta đưa cái ma trận này tính chuyển về tính định thức cấp 2 cho nó tiện ha. Dùng định thức cấp 2 để tính. Nhưng mà trước đó chúng ta sử dụng các phép biến đổi sơ cấp. Quy về cái định thức cấp 2. Chúng ta không nên dùng định nghĩa tính một cách trực tiếp ba cái định cấp 2 sẽ tốn công ha. Ta thử bắt đầu tính toán. Ở câu A. Định thức của ma trận A bằng. Chúng ta thực hiện các biến đổi luôn ha. Chúng ta thử biến đổi để có được cái cột thứ nhất nè. Có hai phần tử dưới con số 1 này nè, nó bằng 0. Thực hiện biến đổi dùng 2 bằng dùng 2 trừ 2 lần dùng 1. Dùng 3 bằng dùng 3 trừ 5 lần dùng 1. Nó sẽ có 1 0 0. Dòng thứ nhất không đổi, nhắc lại. Dòng thứ hai 3 trừ 2 là 1. Trừ 5 trừ cho 2 nhân cho trừ 2 là cộng 4 là trừ 1. Dòng 3 trừ 5 là nhập 1. M trừ 5. Trừ 8 cộng 10 là 2. Thì này nó sẽ bằng cái chuyển theo cột 1 á. Ta sẽ được 1 nhân cho trừ 1 mũ 1 cộng 1. Trên cột 1 chỉ có một phần tử 1 này nè, các không. Ta tập trung vị trí này. Cái giá trị ngay vị trí này nhân cho trừ 1 mũ y cộng j, với y j là cái vị chỉ số dòng và cột của vị trí này, nhân cho định thức bỏ dòng 1 cột 1. Ta thay bút màu vàng để bỏ dòng 1 cột 1. Loại như vậy. Còn là cái ma trận cái định thức cấp 2. 1 trừ 1 m trừ 5 2. Chúng ta dùng cái cách tính định thức cấp 2 chúng ta tìm ra được kết quả. Phía trước này 1 nhân cho trừ 1 mũ 2 nè, ra 1 luôn ha. Định thức cấp 2 này là bằng tích hai phần tử đường chéo chính trừ tích hai phần tử trên dãy phụ, tức ra là bằng 2 trừ cho trừ cộng m trừ 5, kết quả là bằng m trừ 3. Đó. Vậy chúng ta đã tính được cái định thức này theo m rồi ha.
Từ đây chúng ta suy ra điều kiện cần và đủ để ma trận A khả nghịch ha. Nhớ điều kiện cần và đủ được ma trận khả nghịch. Ma trận A khả nghịch khi vậy thì khi định thức của ma trận A khác không? Ta sử dụng cái điều kiện khả nghịch, điều kiện cần và đủ để ma trận khả nghịch thông qua định thức để chúng ta định điều kiện để ma trận A khả nghịch. Theo chúng ta có ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi định thức của ma trận A các không. Điều này tương đương với m trừ 3 các không. Tương đương với m các 3. Đó. Vậy chúng ta đã giải quyết được cái câu đầu tiên. Với m bằng 1 thì chúng ta có thể thấy được rằng là ma trận A tương với m bằng trừ 1 thì nó khả nghịch bởi vì 1 nó khác 3 ha. Chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều cái cách khác nhau. Chúng ta có thể có hai cách để chúng ta tìm ma trận nghịch đảo ha. Tiếp tục ý đây. Chúng ta có thể tìm ma trận nghịch đảo bằng hai cách ha. A mũ trừ 1. Tuy nhiên ở đây mình tập trung vào cái cách tính sử dụng công cụ định thức. Sử dụng thuật toán Gauss vật đăng. Ta xuất phát từ cái ma trận A ghép với Y3. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng thuật toán Gauss vật đăng. Ta biến đổi nó về dạng Y3 với bên đây là ma trận B nào đó. Phía trước dấu gạch này nó trở thành Y3 ha. Thì nhớ là ma trận, một cái ma trận khả nghịch nó sẽ tương đương dòng với một ma trận đơn vị ha. Rồi cái ma trận B này chính là cái ma trận A mũ trừ 1. Làm cái này thì chúng ta chỉ thực hiện các biến đổi sơ cấp trên dòng để đưa cái ma trận cấu trúc cái ma trận phía trước dấu gạch này về dạng bậc thang là xong. Cái cách thứ hai ta dùng phương pháp định thức. Ở phương pháp định thức thì chúng ta nhớ khi ma trận A khả nghịch thì A mũ trừ 1 nó bằng 1 trên định thức của A. Nhân cho ma trận phó của ma trận A tất cả điểm vị nè. Ma trận phó của ma trận A, ví dụ là A, ma trận phó của ma trận A chính là ma trận C đi ha. Thì chúng ta chú ý CJ tính bằng công thức trừ 1 mũ y cộng suy. Nhân cho định thức của ma trận A bỏ dòng y cộng suy. Rồi, chúng ta có cái công thức để tính mỗi phần tử của ma trận C hay ma trận phó của ma trận A đó. Chúng ta tính, nếu ma trận A là ma trận vuông cấp 3 thì chúng ta tính 9 phần tử này. Từ đó ta tìm ra được cái ma trận nghịch đảo. Mình sẽ sử dụng cái hướng tiếp cận thứ hai thì giải quyết cái bài toán tìm ma trận nghịch đảo của cái bài toán trong cái đề này ha. Ta quay lại. Khi A bằng khi m bằng 1 ha. Đấy, m 1. Tất nhiên là khác 3. Ta kiểm tra cái điều kiện khác 3 để chúng ta thấy được rằng ma trận A lúc đó nó khả nghịch ha. Có A khả nghịch. Và định thức của ma trận A. Nhớ rằng chúng ta không có tốn công để chúng ta tính lại cái định thức của ma trận A khi m bằng 1 nha. Ở đây chúng ta đã có được định thức của ma trận A nè. Khi m thay đổi thì nó bằng m trừ 3 nè. Thì lúc đó khi m bằng 1 á, thì định thức của ma trận A thì bằng 1 trừ 3 nè, bằng trừ 2. Chúng ta viết nháp lại cái ma trận A nha.
để chúng ta tìm ma trận khó của ma trận A. Chúng ta coi là cái ma trận A. Một, một, hai, năm, một, ba, một, màu một nhé, trừ hai, trừ năm, trừ tám. Chúng ta sẽ xác định ma trận phó của ma trận A nha. Chúng ta sẽ xác định các cái phần tử C, J của ma trận phó. Chúng ta tiếp theo mọi để phải tiện cho cái việc chuyển vị thì chúng ta sẽ tiếp các phần tử của cái ma trận phó đó theo thứ tự là một mẫu dòng viết thành một cột ha. Cho nên chúng ta chú ý cái chỉ số này. C 11 nè. C 21 nè. Nhầm, C 12. C 13 nè. Chúng ta thấy được rằng là các cái chỉ số dòng của nó đều là một nè, tức là đang đang xét dòng một ma trận C, nhưng mà chúng ta biết thành cột để lát nên ta khỏi chuyển vị ha. Thật ra trong cái thao tác chuyển vị chúng ta là chúng ta chỉ bê các cái phần tử của cái dòng một này nè thì viết thành cột rồi nè, thì nó sẽ bằng, ta ghi định thức trước đi ha. Định thức. Ta phần dấu ha, nhớ phần dấu nè. Phần dấu thì đây là trừ 1 mũ 1 cộng 1 nè, thì dấu cộng nè. Mình cứ tạm ghi một cái dấu hình thức ha, dấu cộng nè. Kế bên là dấu trừ, dấu cộng nè. Rồi, cần tính toán hay cho. Chúng ta kẽ một cái đường để ngăn cách. Rồi, tiếp tục. C 21, C 22, C 23. Đây chính là cái dòng 2 ta viết thành một cột, lát nữa chúng ta tiện cho cái việc chuyển vị ha. Rồi, cái định thức trước. C31, C32, C33. Chúng ta bổ sung cái phần dấu vô ha. Thì các cái dấu nè kề nhau nè, tất nhiên là cái dấu trước định thức ha, thì nó sẽ trái dấu nhau nè. Thì là dấu trừ, là dấu cộng, là dấu trừ. Đây là dấu cộng, đây là dấu trừ, đây là dấu cộng. Thì ta bổ sung các thông tin để ta tính các cái con CIG bỏ dòng 1 cột 1 thì đây là 31 trừ 5 trừ 8. Bỏ dòng 1 cột 2 thì đây là 25. Bỏ dòng 1 cột 2, 25 trừ 5 trừ 8. Tiếp tục bỏ dòng 1 cột 3 thì là 2 5 3 1. Tiếp tục bỏ dòng 2 cột 1, 1 1 trừ 2 trừ 8. Bỏ dòng 2 cột 2, 1 5 trừ 2 trừ 8. Bỏ dòng 2 cột 3, 1 5 1 1
ra lại, dùng 2 cột 3, 1, 5, 1, 3. Bỏ dòng 3 cột 1 à. Ta có thể gạch tạm thời, lát chúng ta bỏ xóa. Là 1, 3, 1, 3 trừ 2 trừ 5. Bỏ dòng 3 cột 2, 1, 2 trừ 2 trừ 5. Bỏ dòng 3 cột 3, 1, 2, 1, 3. Rồi, tôi bắt đầu tính các cái định thức. 3 nhân cho trừ 8 là trừ 24, trừ cho 1 nhân cho trừ 5, tức là trừ 24 cộng 5, dấu phía trước là dấu cộng, kết quả là trừ 19. Tiếp theo là trừ 16 nè, cộng 25 nè, có dấu trừ phía trước, gọi là trừ 9. Cứ như vậy ha, 2 nè, trừ 15 nè, ra là cộng 13 ha. Nhầm, trừ 13. Rồi, kiểm tra các kết quả thử. Sao kết quả có sẵn nha. Trừ 19, trừ 9, trừ 13. Các kết quả còn lại mình tự bổ sung, không có tính từ từ ha. 6, 2, 4. Rồi, cuối cùng là 1, 1, 1. Rồi, vậy chúng ta, cơ bản là chúng ta sẽ xác định được ma trận phó rồi ha. Chúng ta tìm ma trận phó chuyển vị luôn ha. Là có ma trận phó của ma trận A và chuyển vị luôn thì nó ghi lại kết quả thôi, trừ 19 trừ 9 trừ 13 6 2 4 1 1 1. Từ cái ma trận phó này chúng ta sẽ suy ra được ma trận cực đạo của ma trận A, và A mũ trừ 1 thì nó bằng xuống như này và như đây. Ta ghi công thức trước, 1 trên đỉnh thức của ma trận A nhân cho ma trận phó của ma trận A, tất cả chuyển vị. Chúng ta lưu ý rằng cái chuyển vị rất là, đừng quên cái chuyển vị này ha. Thì chúng ta sẽ có được kết quả. Chúng ta để 1 phần 2 bên ngoài đi. Ta để cái ma trận. Là đỉnh thức của A bằng trừ 1 phần 2 nha. Chúng ta đẩy dấu trừ vào trong. Để 1 phần 2 ngoài cho cái kết quả nó đẹp. 19, 9, 13, trừ 6, trừ 2, trừ 4, trừ 1, trừ 1. Trừ 1. Đây là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Rồi, chúng ta áp dụng để giải quyết câu tiếp theo. Câu tiếp theo chúng ta là từ ma trận nghịch đảo của ma trận A này, ta áp dụng để tìm ma trận x nè. Sao cho A x bằng B. Ta tìm ma trận x nha, cho A nhân x bằng B. Sao cho này, ta lưu ý cái điều sau, ta xét cái phương trình ma trận này, A x bằng B. Ở đây ta giả định ma trận A của ta khả nghịch nha. Tất nhiên chúng ta có những cái điều kiện để tương thích về cấp của A với B thì mới dẫn đến cái phương trình này có nghiệm ha. Thì phương trình này tương đương x bằng a mũ trừ 1 nhân b ha. Nhớ là chúng ta ở có con a nằm phía trước nè, chúng ta nhân hai vế cho a mũ trừ 1, với a mũ trừ 1 nó nằm bên trái nữa ha. Đại loại như thế nè, a nhân x bằng b nè. Với mà trận a khả nghịch chúng ta nhân hai vế cho a mũ trừ 1.
phía trước nha, không phải là phía sau. Nhưng cho a nhân x bằng a mũ trừ 1 nhân b. Thì a mũ trừ 1 nhân cho a thì nó chính là ma trận đơn vị nè. Nhân với ma trận x nè. Cái sự tương thích về cấp nha, cái cấp cho đúng nha. Cấp n, a là ma trận vuông cấp n ha. Trời bằng a mũ trừ 1 nhân cho b. Ma trận đơn vị IN là nhân với x nè, thì đúng bằng x nè. Có sự tương thích về cấp. Đây là chúng ta tìm ra được cái công thức để xác định cho con x ha. Tất nhiên bạn nào mà ghi như thế này là sai ha. X bằng b nhân cho a mũ trừ 1 là sai. Thứ tự nó không có giao quán như thế này ha. B a mũ trừ 1 nhân b mới đúng ha. Này sai. Rồi, chúng ta làm nhanh ha. Đã có a nhân x bằng b, nó sẽ tương đương với x bằng a mũ trừ 1 nhân b. Có ma trận a mũ trừ 1 ở trên, có ma trận b rồi, ta nhân lại ta ra được kết quả. Ghi là kết quả ha. 22, 11 và 15. Vậy ta hoàn tất được cái câu thứ nhất ha. Nghĩa là câu thứ nhất chúng ta được 3 điểm. Sau đó chúng ta làm câu thứ hai. Ở câu thứ hai chúng ta có nhiều cách để xử lý câu đầu tiên nè. Chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là chúng ta tính các cái em mũ 1, em mũ 2, em mũ 3 này, thật là em mũ 2, em mũ 3 nè. Từ đó chúng ta dự đoán quy luật, sau đó chúng ta dùng quy nạp. Cách thứ hai là chúng ta dùng nhị thức Newton ha. Rồi, chúng ta xem câu tiếp theo. Câu 2A, ta có một số cách tiếp cận. Cách thứ nhất, dùng dự đoán. Và sau đó chúng ta chứng minh bằng quy nạp. Cách thứ hai, chúng ta dùng nhị thức Newton. Thì mình phác thảo nhanh cái cách thứ nhất ha. Cách thứ nhất thì chúng ta dễ dàng tìm ra được các cái ma trận lũy thừa cấp thấp ha. Ví dụ như e mũ 2 nè. Ta tính toán nhanh thì nó sẽ ra là 1, 0, 4, 1. Rồi e mũ 3 nè. Thì bằng 1, 0, 8, 1. Kiểm tra lại thử là 6 chứ. Kiểm tra được cái vị trí này coi xem phải là 6 hay không. Đây. Thì có vị trí này mình lấy dòng này nhân với cái cột thứ nhất. Rồi. Dòng này nhân với cột thứ nhất. Tức là 2, 1 nhân với 1, 4. Rồi, đúng rồi. Có thể tìm thêm một cái ma trận nữa chúng ta nếu chúng ta chưa có dự đoán được ha. Em 4 thì bằng 1, 0, 8, 1. Chúng ta có thể thấy được rằng gần như cái cấu trúc của ma trận á. Tuyệt nhám nha. A mũ n nè. Thì cái cấu trúc này. Đây là 1, 0, 1. Cấu trúc nó gần như không đổi ha. Chỉ có vị trí này nè. Thay đổi nè. Cái ô vuông này nè. Khi n bằng 1 thì nó là 2. Khi n bằng 2, đây là n ha. Cái vị trí ô vuông nè. Khi n bằng 2 thì ra là 4. 3 thì ra là 6. 4 thì ra là 8. Thì chúng ta có thể thấy được rằng cái quy luật của nó rất là đơn giản, cũng không có quá cầu kỳ ha. Đó chính là đây là gấp đôi nè, bên phải nè, cô vuông là gấp đôi n là 2n ha. Từ đó chúng ta sẽ có thể dự đoán được cái con em mũ n ha. Con em mũ n vâng. Này là dự đoán thôi chứ ha. Dự đoán thì chưa chắc là đúng, chúng ta phải chứng minh. 1 0
2n không. Chúng ta sẽ chứng minh lại dự đoán này bằng quy nạp. Cái ô màu đỏ này chính là nháp ha. Chúng ta xét cái mệnh đề BN và E mũ N là 2 chấm. Với mỗi N xét cái mệnh đề này ha, em muốn N bằng cái ma trận đây. 1, 0, 2N, 0. Ứng với mỗi N, nếu như cái đẳng thức này xảy ra thì chúng ta sẽ có mệnh đề này đúng ha. N thuộc tập số tự nhiên ha. Là số nguyên dương đó. Chúng ta dễ dàng thấy B1, B2, B3 đúng ha. Thậm chí B4 nè. Chúng ta kiểm tra cái bước khởi tạo nè. Dễ thấy B1 đúng. Chúng ta giả sử BK đúng, chứng minh BK cộng 1 cũng đúng. Giả sử ha. BK đúng. Nghĩa là E mũ K nó sẽ bằng là 1, 0, 2K, 0. Ta chứng minh E mũ K cộng 1 nó cũng sẽ theo đúng cái quy luật này. E mũ K cộng 1 thì nó liên hệ với E mũ K chính là bằng E nhân E mũ K ha. Ta có E mũ K cộng 1 thì bằng E nhân E mũ K, hoặc là E mũ K nhân E ha, bằng E nhân E mũ K. Mà E mũ K theo giả thiết quy nạp chúng ta đã có được cái trên này rồi ha, công thức này. E chính là 1, 0, 2, 1. Nhưng cho E mũ K chính là 1, 0, 2K. Ta thử nhân tính toán trực tiếp nhân hai ma trận nè. Dòng thứ nhất nhân cho mỗi cột đây thì nó ra là cái thành phần thứ hai của ma trận. Thành phần thứ gì ta? Thành phần thứ nhất ha. 1, 0 nè, nhân cột thứ nhất nè. Ra 1, 0 nè. Dòng thứ hai nè, nhân cột thứ nhất nè, ra 2k cộng 2, tức là 2 nhân k cộng 1. Rồi tiếp tục là 0, nhầm, tiếp tục là nhầm, đây là số 1 chứ không phải là số 0. Sẽ là số 1 nha. Đây là số 1. Tôi âm đây là số 1. Đó. Vậy chúng ta thấy được rằng chúng ta khi chúng ta thay n bằng k cộng 1 thì cái đẳng thức này vẫn đúng, tức là chúng ta có bk cộng 1 đúng. Do đó bk cộng 1 đúng. Như vậy chúng ta có được bk đúng thì bk cộng 1 cũng đúng ha. Như vậy chúng ta theo phương pháp quy nạp chúng ta sẽ có B nào đúng với mọi N thuộc tập tự nhiên theo phương pháp quy nạp toán học á. E mũ N thì bằng 1, 0, 2N, 1 với mọi N thuộc tập số tự nhiên. Ở đây ta lưu ý rằng là chúng ta cần tìm E mũ 2022 ha. Cái quá trình chúng ta là tìm E mũ N với mọi N thuộc tập số tự nhiên, sau đó chúng ta cụ thể hóa N đúng với mọi N thuộc tập số tự nhiên cái quy luật của chúng ta, thì do đó nó sẽ đúng với số tự nhiên 2022. Từ đây chúng ta suy ra do đó E mũ 2022 bằng 2N bằng 2022, 1, 0, 4, 0, 4, 4, 1. Vậy chúng ta đã hoàn tất được cái ý đầu tiên của cái câu bài số 2 nha, câu số 2. Ý sau của bài số 2 thì chúng ta lưu ý cái tính chất của ma trận chuyển vị nè. Ta sẽ tìm ra được ma trận B chuyển vị A.
ý B. Nhưng khoan, chúng ta sẽ đưa ra một cái lời giải thứ hai cho cái câu A này, lời giải một ha. Lời giải hai chúng ta sẽ làm một cách nhẹ nhàng hơn ha. Tuy nhiên chúng ta phải biết được cái nhiệm vụ Newton. Lời giải hai, xem là cái ma trận E như thế này ha. Ma trận E, chúng ta tách nó thành một cái ma trận đơn vị cấp 2 nè, cộng với cái ma trận sau, ma trận B đi, với B chính là cái ma trận sau, 0, 0, 2, 1, hay 0 chứ. Ma trận này nó khá là đặc biệt, chúng ta sẽ có được B mũ 2 nó sẽ bằng ma trận 0. Ta nhận xét cái điều đặc biệt đó ha, ta có B mũ 2 bằng ma trận 0. Rồi, hiển nhiên chúng ta có B nhân ma trận đơn vị cấp 2 này nè, bằng ma trận vuông cấp 2, I2 này nhân B. Tính chất giao khoán ha. Cái điều này là cái điều quan trọng để chúng ta dẫn đến chúng ta có cái nhiệm vụ Newton bên dưới ha. E mũ N nè, E mũ 2022 nè. Thì nó chính là I2 cộng cho B tất cả mũ 2022 chúng ta sẽ có cái đẳng thức nhị thức Newton giống như trong cái tập số thật ha. AB BA bằng BA, hay là ma trận vuông cùng cấp giao hoán đối với tá nhân, N là số nguyên dương, thì chúng ta sẽ có được điều sau: A cộng B tất cả mũ N bằng tổng K chạy từ 0 đến N CKN A mũ K B mũ N trừ K. Chúng ta sẽ thấy được rằng là học viết lại ngược lại cũng được. B A mũ N trừ K B mũ K. Đó, chúng ta sẽ có đẳng thức này ha. Rồi, sẽ có được cái này bằng tổng K chạy từ 0 đến N CKN. Rồi I2 mũ N trừ K nhân cho B mũ K. Ta lưu ý rằng bởi vì B mũ 2 bằng ma trận 0, từ đó sẽ suy ra được B mũ K cũng sẽ bằng ma trận 0 với mọi K lớn bằng 2. Rồi. Như vậy tổng này và thật ra này nhầm, đây là 2022 nha. N là 2022. Hai không hai hai chữ K. Chúng ta lưu ý thêm nữa, ma trận mỗi K lớn bằng 2. Rồi I2 mũ N thì bao giờ nó cũng bằng I2 với mọi N thuộc tập số tự nhiên. Số nguyên không âm đúng ha. N lớn bằng 0 ha. Hiểu là tập số nguyên nha. N thuộc tập số tự nhiên. N số nguyên. N thuộc set. Vậy chúng ta sẽ thấy được rằng mặc dù cái tổng này gồm có 2023 số hạng, nhưng cái số hạng tương ứng với K lớn bằng 2 á, thì nó đều là cái ma trận 0. Thì do đó chúng ta chỉ cái tổng này chỉ còn có hai số hạng thôi. Ba số hạng với K bằng 0, K bằng 1, hai số hạng ha. Nó sẽ bằng C0 2022 I2 mũ 2022 B mũ 0 cộng C1 2022 nhân cho I2 mũ 2021 nhân cho B mũ 1. Rồi, ta tiếp tục. C0 2022 thì bằng 1, I2 mũ 2022 thì bằng I2,
B0 mũ B10 thì bằng I2. Nói chung là số hạng đầu tiên chỉ là I2 cộng C1 của 2022 thì bằng 2022. I2 nè. Mũ 2021 bằng I2, B41 bằng B. Nhân lại nó ra bằng B. Vậy nó sẽ ra được ma trận đơn vị 1 0 0 1 cộng 2022 nhân B. Tức là ma trận 0 0 20. Kiểm tra lại ha. B chúng ta là 4 0 4 4. Không. Thì kết quả nó chính là bằng 104044. Không. Rồi. Đây chính là kết quả thường tìm. Dùng nhị thức Newton thì chúng ta làm nó tiện hơn, nhưng chúng ta phải biết các kiến thức liên quan ha. Chúng ta tiếp tục xử lý cái câu câu B. Ở câu B thì chúng ta chú ý đến cái tính chất của ma trận định vị với các cái tính chất liên kết giữa ma trận kế toán nhân và ma trận chuyển vị ha. Hay B. Chúng ta có A chuyển vị rồi là chuyển vị thì đúng bằng ma trận A. Ma trận B nhân như ma trận C chuyển vị thì bằng C chuyển vị nhân A chuyển vị. Áp dụng hai tính chất này chúng ta sẽ có được là A chuyển vị nhân B tất cả chuyển vị thì nó sẽ bằng là B chuyển vị nhân cho A chuyển vị rồi lại chuyển vị. Tức là bằng B chuyển vị nhân A. Như vậy chúng ta sẽ có được cái ma trận B chuyển vị nhân A chính là ma trận A nhân B, A chuyển vị nhân B tất cả chuyển vị ha. Vậy chúng ta sẽ có được câu tiếp theo. Câu 2B. Rồi. Ta sẽ có B chuyển vị nhân A. Ta có B chuyển vị nhân A. Thì thật ra nó chính là B chuyển vị nhân A chuyển vị cả chuyển vị. Thì dùng tính chất của chuyển vị thì nó chính là A chuyển vị nhân B tất cả chuyển vị. Rồi. Chúng ta nhớ là chúng ta đã có A ma trận A nhân A chuyển vị nhân B rồi. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được cái ma trận A chuyển vị nhân B. Thì nó cụ thể nó chính là bằng ma trận sau. Ta chuyển vị ha. Ghi kết quả này ha. 15 trừ 13 trừ 17 rồi trừ 23 19 29 8 trừ 7 trừ 7. Đây là ma trận chuyển vị của ma trận A chuyển vị nhân B ha. Xem nè. Lấy cái ma trận này là chuyển vị nè, sẽ ra được ma trận B chuyển vị nhân A. Sau đó chúng ta đã có được ma trận A chuyển vị nhân B và ma trận B chuyển vị nhân A. Đã tính toán bấm máy ra kết quả ha. Suy ra. A chuyển vị nhân B trừ cho 5 lần B chuyển vị nhân A tất cả mũ 2. Ta bấm máy tính thì ra được có ma trận kết quả khá là xấu xí nha. Khá là cồng kềnh. Ghi điền kết quả ha. Trừ 1925. Viết thành cột trước ha. 1592. Phần này có thể bấm máy ha. 2573. Cột thứ hai 2737. Theo là trừ 2266. Theo là trừ 3702. Tiếp theo là trừ 1142. 969. 1 4 4 3. Rồi. Ta ra được ma trận kết quả ha. Nghĩa là chúng ta có được A chuyển vị nhân B là cái thông tin chúng ta có trong cái đề bài. Còn B chuyển vị nhân A chúng ta mới xác định như đây nè, chính là ma trận này. Lấy ma trận A chuyển vị nhân B chuyển vị sẽ ra được ma trận trên. Từ đó chúng ta sẽ có thể bấm máy tại vì số liệu này rất là to ha. Ta không nên đánh tay. Vậy chúng ta đã hoàn tất luôn cái bài thứ hai.
Cuối cùng chúng ta sẽ xem xét cái bài biện luận. Bài này cũng không quá phức tạp ha. Đối với việc biện luận hệ phương trình này nè, giải biện luận hệ phương trình thì ta có thể sử dụng bằng hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất dùng phương pháp cử Gauss. Phương pháp thứ hai sử dụng công cụ định thức. Sử dụng các kết quả liên quan phương pháp Rame. Thì ở đây mình sẽ sử dụng phương pháp cử Gauss để giải quyết Rồi trước hết chúng ta sẽ đưa ma trận hệ số mở rộng về dạng bậc thang ha. Chúng ta ký hiệu cái ma trận hệ số mở rộng đó chính là ma trận A ngã nha. Chúng ta ghép cái ma trận hệ số với cái vector hệ số tự do ha. 1, 2, 3. 2, M, 5. 1, M, M cộng 1. 1, 3, 4. Đầu tiên ta thấy được rằng là cái vị trí 1, 1 có thể chọn nó làm hình tự trụ nè. Sau đó chúng ta khử các vị trí bên dưới hình tự trụ này. Ta sẽ sử dụng các biến đổi sau. Dòng 2 bằng dòng 2 trừ 2 là dòng 1. Dòng 3 bằng dòng 3 trừ cho 3 lần dòng 1. Ta sẽ được cái ma trận kết quả như sau. Ghi lại kết quả là tính toán ha. 1, 0, 0. Dòng thứ nhất không đổi. Dòng thứ hai trục cũ. Rồi, chúng ta xem lại nha. Cái dòng thứ hai kiểm tra lại. Đó là M chuyển 2 và nó là 1. Kiểm tra lại kết quả này nha. M chuyển 4, M chuyển 2, 3 trừ cho 1. 3 chuyển 2 là 1 nha. Rồi, kết quả ở đây. Trừ 1. M cộng 1 trừ cho 3 nè. M trừ 2. 4 trừ cho 3 là 1. Trừ 3 1. M cộng 1 trừ cho 3 M trừ 2. Tiếp theo chúng ta chú ý là cái vị trí 22 nè. Nó hơi lộn xộn. Nó có thể bằng 0, có thể khác 0. Khi M bằng 4 thì nó bằng 0, khi M bằng khác trừ 4 thì nó khác 0. Do đó chúng ta thấy việc chọn nó làm phần tự trụ khi m khác 4 thì được, khi m bằng 4 thì không được. Nhưng ở bên dưới đây chúng ta thấy có con trừ 1 nè. Nó luôn khác 0 nè. Ta thấy hoán vị dòng 2, dòng 3 để chọn con trừ 1 này làm phần tự trụ của dòng 2 ha. Sau đó chúng ta khử cái dòng dòng 3 sau khi có hoán vị ha. Chúng ta sẽ hoán vị dòng 2, dòng 3. Và chúng ta thực hiện biến đổi dòng 3 bằng dòng 3 cộng cho m trừ 4 nhân dòng 2. Thì chúng ta sẽ khử được cái vị trí ở cái vị trí này của dòng 3 ha. Tất nhiên là sau khi biến đổi đó, chúng ta ra được ma trận kết quả như sau. Dòng 1 không đổi viết lại. Dòng 2 chính là dòng 3 cũ. Dòng này không, cái vị trí này nè
Mình để mình sẽ ghi chú sao ha. Dấu này đi. Vị trí này chính là M trừ 3. À, vị trí này là M trừ 3 nhân cho M trừ 2. Chúng ta lưu ý rằng cái ma trận này chính là một ma trận bậc thang nha. Ma trận dạng bậc thang. Bất kể cái chỗ ô vuông này nó bằng không hay khác không thì ma trận chúng ta cũng đều là ma trận dạng bậc thang. Chính vì thế cái số dòng khác không của nó chính là cái hạn của ma trận A ngã ha. Thì chúng ta chỉ cần biện luận cái ô hình chữ nhật này nè, bằng không khác không, ta tìm được hạn của A ngã và hạn của ma trận A. Từ đó ta biết được hệ phương trình chúng ta có vô nghiệm, vô số nghiệm hay nhất nghiệm ha. Ta xét cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp đầu tiên ha là m trừ 3 nhân cho m trừ 2 khác không, tương đương m khác 3 và m khác 2. Lúc này chúng ta thấy được rằng ma trận bậc thang của chúng ta này nè, ma trận này nè, nó có ba dòng khác không ha. Ba dòng khác không dẫn đến ma trận A ngã này có hạn bằng 3 và hạn của ma trận A cũng bằng 3. Chúng ta mặc định ma trận hệ số ta là ma trận A ha. Ta gọi cái đó hạn của ma trận A ngã bằng hạn của ma trận A bằng 3 bằng số ẩn ha. Chính điều đó dẫn đến cái hệ phương trình chúng ta có nhiều nghiệm nhất. Cụ thể ha. Bằng phương pháp thế ngược, chúng ta sẽ tìm ra được cái nghiệm của hệ phương trình ha. Ta có m trừ 3 nhân cho m trừ 2 nhân z nè bằng m trừ 3 nè. Đi nháp ha, lát nữa mình sẽ xóa. M trừ 3 nè nhân cho m trừ 2 nè nhân cho z nè thì bằng m trừ 3 nè. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được m z bằng 1 trên m trừ 2. Đồng thời chúng ta cũng có m trừ 2 nhân cho z bằng 1 nè. Thay lên phương trình trên chúng ta sẽ có được con x của chúng ta, con y của chúng ta bằng 0 nè. Vậy chúng ta sẽ có được z bằng 1 trên m trừ 2, y bằng 0. Lúc đó chúng ta có x bằng. Một trừ con này. Đó, chúng ta thử. 1 trừ cho m trừ 2, m trừ 2 trừ 1, tức là nói chung là m trừ 3 trên m trừ 2. Chúng ta giải quyết được cái trường hợp thứ nhất rồi. Tất cả những giá trị m còn lại chúng ta chưa xét đến, đó chính là m bằng 2 hoặc là m bằng 3 ha. Chúng ta xét trường hợp m bằng 2 trước, nó dễ hơn ha. Khi m bằng 2, và bằng 2 chúng ta thay vào đây ha. Ta sẽ thấy được cái ô hình chữ nhật này nè nó bằng 0 nè. Còn với phải ngay bên cái dấu sao dấu gạch nè ở dòng thứ ba này nó cắt 0 nè. Thay mà bằng 2 vô đây rồi 0 ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được rằng hạn của ma trận A nó bằng 2, còn hạn của ma trận A ngã bằng 3. Và có. Nhìn lại một lần nữa ha. Lúc này á, chúng ta sẽ thấy được rằng phía trước dấu gạch nè, ngay chỗ cái ô hình chữ nhật này cũng bằng không nè. Vậy chúng ta nhìn thấy được rằng là cái ma trận A chúng ta có hai dòng khác không nè. Sau khi biến đổi nè, ma trận A nó sẽ tương đương với một ma trận bậc thang có hai dòng khác không. Vậy hạn của ma trận A bằng 2. Riêng cái ma trận A ngã nè, tương đương với ma trận bậc thang này, ngay vị trí ô hình chữ nhật này bằng không, vị trí này nó khác không, do đó cái hạn của A ngã nó bằng 3, bởi vì ma trận bậc thang lúc đó nó bằng có ba dòng khác không. Ta có hạn của ma trận A ngã nó bằng 3, khác 2, 2 chính là hạn của ma trận A.
ta nhớ rằng hàng của mặt trận A ngã khác mang hàng của mặt trận A thì chúng ta sẽ dẫn đến hệ phương trình vô nghiệm. Vô nghiệm ha. Chúng ta có thể nhắc lại cái định lý Kronecker-Kabaly ha. Hàng của mặt trận A ngã khác hàng của mặt trận A. Hệ vô nghiệm. Hàng của mặt trận A ngã bằng hàng của mặt trận A. Chúng ta xét hai trường hợp. Có bằng n chính là số ẩn thì hệ có nghiệm nhất. Ngược lại có nhỏ n thì hệ có vô số nghiệm. Với n trừ hạng của A ẩn tự do. Vậy chúng ta tóm tắt được cái định lý Kronecker-Kabaly ha. Có ba cái khả năng này xảy ra. Chúng ta tiếp tục xét cái trường hợp cuối cùng khi m bằng 3. Chúng ta chú ý rằng khi m bằng 3 thì chúng ta sẽ có được cái dòng thứ ba của ma trận bậc thang này, nó đều lại là một cái dòng bằng không. Phía trước dấu gạch và phía sau dấu gạch đều bằng không. Vậy chúng ta thấy được rằng hàng của ma trận A ngã và hàng của ma trận A lúc đó nó bằng 2 và nhỏ hơn 3, nhỏ hơn số ẩn. Do đó hệ phương trình chúng ta có vô số nghiệm với một ẩn tự do. 3 trừ hạng của mặt trận A là 2 ha, là bằng 1, là một ẩn tự do. Ta có hạng của mặt trận A ngã bằng hạng của mặt trận A bằng 2 và nó nhỏ hơn số ẩn, nhỏ hơn n là bằng 3, nên là số ẩn. Lúc này chúng ta có hệ phương trình vô số nghiệm với n trừ hàng của A tức là 3 trừ 2 bằng 1 bằng tự do. Chúng ta chú ý rằng ẩn tự do của chúng ta chính là những cái ẩn liên quan các cái cột mà không chứa tự phần tử trụ ha. Chúng ta dựa vào cái ma trận bậc thang chúng ta sẽ tìm ra các ẩn tự do ha. Ta viết lại cái ma trận A ngã ha. Thật ra cái ma trận sau khi biến đổi đó là cái ma trận sau khi m bằng 3 nha. Không 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 rồi chúng ta chú ý đây là 1 2 1 rồi 1 1 luôn. Không trừ 1 khi m bằng 3 thì là 1. Chúng ta căn cứ vào đây, chúng ta thấy được rằng cái cột thứ ba không chứa phần tử trụ là ẩn x, ẩn y, ẩn z. Như vậy chúng ta chọn z làm ẩn tự do ha, đặt z bằng e. A, z là ẩn tự do nha. A là một tập số thật, A có thể thay đổi một cách tùy ý. Từ đó chúng ta căn cứ vào phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai, chúng ta xác định x và y. Ta có từ cái phương trình thứ hai chúng ta có trừ y nè, cộng z nè, tức là cộng a nè, bằng 1 nè. Ta tìm ra được y bằng a trừ 1. Từ phương trình thứ nhất ta có x cộng y nè, cộng 2y chứ là cộng 2 lần a trừ 1 cộng cho z nè, cộng a nè, bằng 1. Từ đây chúng ta tìm ra được x bằng 3 trừ 3a. Từ đó chúng ta tìm ra được tập nghiệm của hệ phương trình. Tập nghiệm của hệ phương trình trong trường hợp m bằng 3 nha. Là tập hết. Là tập những cái bộ x z bằng 3 trừ 3a 1 trừ a trừ 1 thành phần thứ ba là bằng a. Sau đó với bất kỳ con a thuộc tập số thật căn quét hết tập số thật
là tập nghiệm của hai chương trình ha. Vậy chúng ta đã giải quyết xong cái đề thi dự kỳ rồi của môn toán cao cao cấp C ha. Ta xem lại một lần nữa. Câu thứ nhất khá là cơ bản. Câu thứ hai. Và câu thứ ba. Ta hoàn tất.